Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn gặp khó khăn quanh khu vực 43.000 đô la. Giá vẫn tương đối trì trệ và chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào viễn cảnh dài hạn, Charles Edwards, người sáng lập quỹ phòng hộ Capriol Investment, người đã đưa ra một dự đoán đáng chú ý. Nếu lợi nhuận sau halving của Bitcoin tương đồng với năm 2020, thị trường có thể chứng kiến mức tăng giá lên 280.000 đô la trong năm tới. Phù hợp với hiệu suất đặc biệt được thấy vào năm 2020, có thể được coi là một dự báo quá lạc quan đối với Bitcoin. Tuy nhiên, Edward đã bác bỏ năm 2020 như một ngoại lệ, coi đây là thị trường tăng giá Bitcoin tồi tệ nhất trong lịch sử. Ông còn cho rằng, hiệu suất kém cỏi này là do hai yếu tố quan trọng: sự suy giảm đáng kể của mạng lưới khai thác, chủ yếu là do cuộc đàn áp của Trung Quốc, và chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ sau đó của Fed. Ngược lại, Edward chỉ ra một bối cảnh hoàn toàn khác vào năm 2024. Việc nới lỏng định lượng đã được tiếp tục, và Fed, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jerome Powell, dự kiến sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất chỉ trong năm nay. Lập trường ôn hòa này cho thấy đồng đô la yếu hơn, về mặt lịch sử, có tương quan với việc Bitcoin tăng giá. Hơn nữa, việc ra mắt các quỹ Bitcoin ETF Spot gần đây, tác động của chúng giống như một đợt halving thứ hai. Nhà phân tích nhấn mạnh sự tăng trưởng của thị trường vàng sau khi ra mắt quỹ vàng ETF vào năm 2004 cho thấy rằng Bitcoin với vốn hóa thị trường nhỏ hơn có khả năng đạt được nhiều lợi nhuận đáng kể hơn nữa. Tốc độ áp dụng công nghệ nhanh chóng càng củng cố thêm triển vọng lạc quan của Edward. Ông khẳng định rằng quỹ đạo tăng trưởng của Bitcoin thậm chí còn vượt qua cả Internet với lý do tốc độ chuyển động của thị trường ngày càng tăng trong thời đại kỹ thuật số ngày nay. Ông dự đoán mức lợi nhuận 500% trong 18 tháng sau đợt halving, cùng với mức tăng giá thêm 300% trong 2-5 năm tới, chỉ riêng từ các quỹ ETF. Kết hợp những yếu tố này đã khiến ông đưa ra ước tính thận trọng với mức giá Bitcoin là 300.000 đô la trong vòng vài năm tới. Thông tin tiếp theo, cá voi Ethereum cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với ETH, ngay cả khi giá của nó vẫn trì trệ. Theo lúc on-chain, một con cá voi đã rút 12.600 ETH, tương đương 29 triệu đô la từ Binance. Tổng cộng, con cá voi này đã rút 19.980 ETH, tổng trị giá 46 triệu đô la trong tuần qua. Chuyển động đáng kể như vậy trong quỹ của những nhà đầu tư lớn thường được coi là tích cực đối với ETH, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư. Điều này có thể ảnh hưởng tích cực đến giá của altcoin. Tuy nhiên, việc tập trung một lượng ETH đáng kể vào tay một số chủ sở hữu lớn cũng có thể dẫn đến sự gia tăng thao túng và biến động thị trường. Nếu những con cá voi này quyết định bán đồng thời một phần đáng kể cổ phần của họ, điều đó có thể gây ra sự sụt giảm giá nhanh chóng. Sự hoảng loạn bán tháo giữa các nhà đầu tư nhỏ hơn và làm trầm trọng thêm sự bất ổn của thị trường. Do đó, mặc dù việc tích lũy cá voi ban đầu có thể cho thấy tâm lý lạc quan, nhưng nó cũng tạo ra yếu tố dễ bị tổn thương trước những biến động thị trường đột ngột và có tác động mạnh. Về phân tích on-chain, tăng trưởng mạng cũng giảm mạnh trong 24 giờ qua, cho thấy các địa chỉ mới đã bắt đầu mất hứng thú với ETH. Sự suy giảm này có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của token cũng như nhu cầu thị trường. Vận tốc của Ethereum cũng trải qua sự suy giảm trong khung thời gian này, biểu thị việc giảm tần suất giao dịch ETH. Vận tốc thấp hơn có thể cho thấy sự thiếu quan tâm giao dịch ngắn hạn, có khả năng ảnh hưởng đến biến động giá và động lực thị trường chung của Ethereum. Đến với trạng thái của mạng Ethereum, người ta thấy rằng mức sử dụng gas trên mạng vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, tổng giao dịch NFT diễn ra trên mạng đã giảm. Và thông tin cuối cùng, giá XRP đã trở lại mức được nhìn thấy lần cuối vào tháng 11 và tháng 10. Điều này có nghĩa là nó đang kiểm tra mức hỗ trợ tương tự trước đợt tăng giá quý 4 từ 0,485 đô la lên 0,75 đô. Miễn là phe gầu tôn trọng khu vực tắc nghẽn của người mua này, động thái tiếp theo có thể thúc đẩy XRP hướng lên, nhắm mục tiêu các cột mốc quan trọng ở mức 0,6 đô la, 0,8 đô la và 1 đô la. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI, mặc dù ở mức trung lập nhưng đang tiến gần đến vùng quá bán, ngụ ý rằng sự đảo ngược xu hướng không còn xa nữa. Trong trường hợp đó, các nhà giao dịch nên chú đến những lần bật lại thành công khỏi phạm vi hỗ trợ chính, trong khoảng từ 0,54 đô la đến 0,48 đô. Tương tự, DCA trong phạm vi này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tích trữ tuyệt vời. Trên 1 đô la, mức tăng giá của XRP có thể theo được Parabol và chủ yếu do FOMO thúc đẩy. Hầu hết những người nắm giữ đã bỏ lỡ được tăng giá trước đó khi các sàn giao dịch và các tổ chức quan trọng khác hủy niêm yết XRP vì cáo buộc là chứng khoán. Tuy nhiên, với việc XRP được tòa án tuyên bố trắng án vào tháng 7, khó có khả năng có một mối ràng buộc thời gian nào khác có thể ngăn cản token đạt mức cao mới mọi thời đại. Nhà phân tích thị trường tại Konotosia cho biết một tuyên bố về hiệu suất giá XRP. Việc giải quyết một phần tranh chấp với SDC có khả năng thúc đẩy tăng trưởng cho XRP trong tương lai gần.
sự phát triển quy mô lớn trong thế giới tiền điện tử có thể là một lợi ích cho XRP. Nếu các loại tiền điện tử khác tăng giá, XRP cũng có thể thúc đẩy làn sóng này. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.